như các bạn biết đó là giá của cái cây hồng yên thủy và năm cánh trắng hiển oanh. Như mình dự đoán cái clip hôm mùng 8 Tết là giá nó tăng rất nhanh các bạn ạ. Cái hồng yên thủy ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 3 đã chính thức có giao dịch 15 đến 17. Đặc biệt là những kỳ khỏe và có mầm gốc phát triển các bạn nhé. 2-3 mầm gốc. Đấy. À, xu hướng tại sao người ta lại sang hồng yên thủy thì tất nhiên là khi mà năm cánh trắng hiển oanh nó quá cao không thể vào được nữa thì người ta sẽ vào cái phân khúc đầu tiên của dòng hồng, đó là hồng yên thủy. Và ở trên thị trường Lan Va thì hồng yên thủy luôn luôn xếp trên cửa của năm cánh trắng hiển oanh, không phải vì nó đẹp hơn, bởi vì tất cả những bông lan đều có cái giá trị khác nhau, nhưng mà giá trị thẩm mỹ khác nhau, nhưng mà hồng yên thủy là cái cây mà nó ra đời muộn hơn năm 2000, nó ra đời vào năm 2005 đúng không ạ? À 15, tức là mới cách đây khoảng 5-6 năm. Đấy. Và cái cây nào có xu hướng ra đời muộn hơn thì nó sẽ bắt kịp xu hướng, là nó sẽ giữ, gọi là giữ cái xu thế trong vòng vài năm. Cho nên là anh em sẽ nhảy vào hồng yên thủy. Đấy, và làm cho giá hồng yên thủy sẽ cao lên. Và mình dự đoán thì giá hồng yên thủy có thể lên đến 20 triệu. Đấy. Bây giờ mới là thời điểm lên mầm gốc, nhưng mà giao dịch đã 15 rồi. Và đặc biệt là hồng yên thủy thì tới tầm khoảng tháng 4, tháng 5, tầm khoảng 1 tháng, 2 tháng nữa thôi là giá nó sẽ lên đến đỉnh, bởi vì những cái kỳ trên thân này. Đấy. Những cái kỳ trên thân và những mầm gốc nó đã lên thì rất rất khó để nó giảm giá các bạn nhé. Đây là cây sổ số, chẳng biết là hoa hay kỳ, xanh lép. Đấy, thì cũng chia sẻ với cả nhà như vậy. Theo mình dự đoán thì những bạn nào đang cầm cây, đặc biệt là HO nguyên thủy, thì những cái phân khúc tầm thấp như thế thì giá nó sẽ cao lên các bạn nhé. Còn Phú Thọ thì vẫn giữ giá ở mức trên dưới 1 triệu. Đấy. Thực ra thì dự đoán nó chỉ gọi là dự thôi. Nếu mà mình biết chắc chắn nó lên thì bán nhà đi để vào, đúng không các bạn? Cho nên là lan thì nó tiềm ẩn cái sự rủi ro như vậy. Cho nên là nhiều người cứ bảo là lan ảo hay thế nọ kia. Thực ra nó cũng vừa ảo, nó cũng vừa là cái thật. Nó cũng giống như các bạn này đi chơi cổ phiếu của một cái công ty lớn, có thể nó lên, có thể nó xuống các bạn ạ. Nó căn cứ vào yếu tố thị trường. Nhưng mà mình tin là hồng yên thủy sẽ lên các bạn nhé. Lên đến 15-20 triệu là chuyện bình thường. Có anh nhắn với mình hôm nay là hồng yên thủy lên đến 17 triệu. Tuy nhiên đấy là những cây đẹp, những cây size hot, size dưới 10 cm mà 2-3 mầm gốc. Lũ nhện này ghét thế nhỉ. Đấy, là cũng chia sẻ với giá hồng yên thủy với các bạn nhé. Còn những bạn nào cứ cầm cây trong tay thì cứ yên tâm. Mình khẳng định với các bạn như vậy. Cây này là mình đang trích 2 mầm gốc, 2 mầm trên ngọn, vì cái mầm gốc của nó cũng đã lên được khoảng hơn gần 2 cm rồi. Đấy, mầm gốc của nó đây. Đấy. Đấy. Kích thử xem nó ra cái gì. Nhá, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.